Ok, hello chào các bạn. Chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel vlog của Hùng Kaka cuộc sống Châu Phi. Thì hôm nay thì mình còn có đưa các chị em với là các bác trưởng thôn vào trong nông trại Ba Bản này. Nên cùng cho các bác tham quan nông trại trong này tí. Đi. Ai có đâu bạn? Đi. Các bác bên đó đó thì cùng hỏi mình sao mà ít sáng bên đó vậy, thì mình cùng nói với các bác là ở bên này mình cũng công việc nhiều đó, thì mình cũng nói chung là cùng thỉnh thoảng mới sáng thì bên đó thì có em Bán Xóa đấy. Thì hôm nay thì các bác cùng muốn sáng thăm nông trại bên này, ba bản bên này, thì mình cũng đưa các bác sáng tham quan một tí. Thì bên này có những gì, để về làm những gì cho các bác bên nông trại 47 hộ dân đó, để về họ học hỏi thêm, để làm những cái gì để tăng ra sản xuất cho bà con. Hola ki, bandata. Ok, đẹp. Đẹp không? Agora aqui subiu muito rápido. Ah, suba muito. Ah, tá aqui. Muito grande, né? Tem grama. Só falta só de 1 metro. Ah, ok, ok, ok. Mình nói về các bạn đó. Đấy, toàn bộ đấy là phải là lên xí mà kì, cái đó được đấy. Ê grande, ê grande. So aqui so di mandioca. Ah, tá. Escutas. Aqui só planta lobo, só de uma semana. Ah, ah, uma semana. Subiu aqui, subiu rápido. Ah, uma semana. Ah, subiu rápido. Mình có các bác đi tham quan này, sẵn này là khoái đấy. Đấy. Số kilo bu, xin cù đĩa. Đấy. Aki số đi kề, mandioca. À, bốn tu này. Aqui só do boi tirar folhear e bijar e quiser cá, tá bom, coinha, tá bom. Como é que ia? Dá né? Beba. Beba. Đấy, thì mình cho các bạn đi tham quan tí. Ở cái bán ta ta. Ok, tu lu bán ta ta kì. Bán ta ta đô su. Aqui só banana. Banana aqui. Só tudo aqui banana. Aqui só de batata. Só que bópora aqui. Đây. Đây có quá đấy. Đây banana aqui. Benguela. Benguela. Banana benguela. Coia. Coia né? Coia, banana coia. Banana benguela coia. Mình ở dưới này, ở dưới chuối này là mình hôm kia là mình trồng dưa hấu, nhưng mà giờ cũng dưa hấu cũng hết mua đó các bạn. Đấy, bây giờ cũng đang mua trồng trọt cũng chưa làm cỏ được. Đấy. Nói chuối cái đi giá tí trăm phi lưu mua tôi này. Xin của phi lưu này. Đấy. À cái số này mai là ba số gì à. Đấy. Nên mình số đi điều bối vài lá này, vài vẹt cái số đi vài lá cái pha dê kề vài lá pha dê đi qua lì cái số tập ấy. Mình nói vậy là bậc trưởng thôn người Ban Xóa đó là thế nữa. Đấy, thì mình cho các bác đi lên coi, đi vô trong vườn chuối này, cái đi lên vườn chuối này thăm vườn chuối này tí. Đấy. À cái tu đu đi kê banana số đi benge là tu đu à, mình là cùng trồng dưa hấu dưới này đấy, cho mà giờ cùng hết mùa rồi các bạn, mưa nhiều quá. Như tiếp tục là hết mùa mưa này, chuẩn bị hết mùa mưa này là mình sẽ trồng tiếp ở dưới này, ở toàn bộ dưới này là trồng. Số ở kia lên xi ma kia, em mệt tê ra mệt tê màu màu. À ta kì. À cái màu màu Việt Nam đi sang. Đấy. Đấy con này, trong này đây, trên này thì các anh ở trong nông trại ấy, 10 anh trong nông trại là đang xầy cỏ đóng đi. Vườn đu đủ này. À. Bon dia. Cá bên. Anh nói tiếng Phi cá bên. Số tôi đuôi số cái là Phi cá là fazenda là Bali à. À, eli quero đi vai vé tu đua aqui fazenda que tá bom, não tá bom. Ah, depois ele vai lá e sabe plantar aqui, né? Ele vai lá plantar igual aqui, tá bom. Ah. Ele tudo. Mình nói là các anh ở trong nông trại Ba Bản này thì các chị em ở trong nông trại 47 hộ dân ấy, thì sáng nay tham quan các anh làm. Đấy. Đấy. Vâng. Đấy. Ok. À cái màu màu này, muốn tu đi tu này. Muốn ở đây đi subiu rapido. À. Aki số sa Việt Nam này ta số có gì nhá bé bé ta bông. À aki sa tu đu ra kì. À xin ra bên nha. Đây mình gọi là thường thường che về che sánh bên này thì các bác bên này là cùng gọi là không biết đâu, thì cùng gọi là xả thôi. Đấy. Thì gọi là xả. Ta khi tanh tăng kì. À. Ta khi Tá bom. Ah. Ok. Ah, o bebê é limbo. É, é. Exatamente. Tá bom, agora limbo. Limbo. Agora ele é muito fundo. Agora você subiu. Vai ganhar. Né? Đấy. Aki sơ kê bóp rồi à, đấy mình dùng để cho các bác là aki số Việt Nam đi ra cái tay mua thù aki sao thì ăn lan tay nó tay ấy tú đủ tay aki mua thù vậy là tanh ba xu ký tanh so gì gali nha à cái tanh ba tù à cái ba tù Ali Philly à? Mai đi ra xem ta kì. Tinh. Tinh Ali nha. Mario, vem. Você dessa de quem? Filho de sao ta bom? Cá về. Như vậy ngày bông ra con xuống cái. Đấy. Đấy, còn hôm nay con gà con nở đấy các bạn. Rồi. Ngán gà hôm nay là nở rất nhiều đây. Đấy, con ngán là lên con ập đây, ngán đấy. Aki, batu, aki batu. Đấy, đấy. Ngán lên con ập. Aki show đi cái nhà xem ta ovu đi, xem ta. Mẹ thấy ovu. À, ovu. Gà là hôm nay là gà đẻ đây, aki ovu. Aki tanh kê, tanh bom bà. Aki bom bà. À, cái đâu phải. Tanh bom bà khi mùi thu. Đi kê luôn. Aki số đi. Kê, cô về Việt Nam đi ta. À. Sabe cô mẹ này? Ele sabe tudo, sabe né? Ah, sou você. Eu vou levar a casa comer. Tira. Đấy, mình cũng nói với các bác là đấy là mông tới. Thế mà chỉ có chắc ban xóa biết thôi. Ban xóa thì phịch cũng ở với anh em mình nhiều thì mới biết là ăn được. Đấy. Aki số đi kê. Bóp thì mướp đặng. À. Agora você já come aqui, né? Não. Aqui. Não ainda. Nunca. Ah. Tá bom. Đấy, bạn Thoan này cổ đau ấy bạn Thoan ấy. Tí ra come nó. Tí ra. Sorry cơ ăn được. Mũi tao. Đấy, mình này là các bạn. Bầu là rất nhiều. Đấy. Sofikaagi, mutu karanda, boleh mete, cimento, teng cimento. Sorry, 20 kilo, né? Hả? 25. Đấy, mình nói là có 20 cân thôi, nhưng mà các bác nói là về 2,5 cân. Tao không? Đấy, thì cùng cho các bác thấy tham quan một tí. Thì giờ thì cùng mình cùng sẽ biểu các bác mỗi người mỗi quả. Đấy. Đấy, máy về. À kì. Đấy là bác trưởng thôn của 47 hộ dân ở bên đó. Đấy, thì mình... Đấy, thì cùng cho môi bạc môi quả. Đấy. Ok, por más vou comer bem. Quero vou aproveitar semente assim. Tá bom, tá. Tá bom. Não, tá ok. Đấy. Tá aqui. Muito obrigado. Đấy. Muito obrigado, chef. Đấy. Đúng là cái nào ăn được là mình sẽ bật cho các bác. Ta kì. Đấy. Ôi trời. Ô sao tí bầu đợt mà muốn gai chắn các bạn. Đấy. À, thế mình để bật cho bắn xóa tại bắn xóa Vinh. Mình xóa mình cho trái to nhất. Đi ra. Đấy, chà, quý đã đúng. Rồi, đấy, mình cùng chúng là đến thăm nông trại không có gì thì mình cùng sẽ bứt cho mọi người anh em à, thì mọi người mỗi quả. Đấy. À, você come aqui pança? Come. Ai come aqui? Sim. Ah, vai aqui só depois tirar a faca, corta. Sim. Vai levar mulher cozinhar. Đấy, thì mình cùng các bác cùng vào thăm đó, thì mình cùng để cùng đưa các bác về, không trời mưa. Trời về mùa này là mưa rất chi là sớm các bạn. Thì các bạn thấy video này hay, có ý nghĩa thì cho mình một like và một chia sẻ. Và nhớ đăng ký anh Hùng Kaka với cuộc sống châu Phi nhé các bạn. Chào các bạn. Valeu. Obrigado. Tá bom. Ok. Tá bom.